Cũng phải rất lâu rồi các bạn mới được nhìn thấy sản phẩm này. Một con máy thiết kế đẹp, sang, đúng không? Đây là một sản phẩm flagship của Huawei nha, Huawei P50 Pro. Thời điểm hiện tại thì nó không phải là một con máy cao cấp nhất của Huawei nữa rồi. Nó cũng là một con máy quen sử dụng. Đấy, nhưng mà với cái mức giá là hơn 6 củ thì nó cũng là một cái sản phẩm trải nghiệm được. Bởi vì nó vẫn mang đầy đủ những cái phẩm chất của một sản phẩm cao cấp đến từ nhà Huawei. Thiết kế về màn hình, tấm nền, đấy, hay là về cái giao diện của nó, quá mượt, quá hay luôn. Vậy thì Huawei P50 Pro nó sẽ dành cho ai? Nếu anh em là một người quan tâm đến chip thủ, một người game thủ, thì mình nghĩ là dòng Huawei flagship qua sử dụng này nó sẽ không phù hợp, mà anh em sẽ mua những con máy kiểu như K60, 12 Turbo, Turbo 3, ACE3V, Z9 Turbo, kiểu như vậy. Ok, bây giờ cùng mình đánh giá về chiếc Huawei P50 Pro nhé. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Cái đời P50 mình nhớ là nó còn có cả con P50 thường nữa cơ. Nhưng mà kể cả các bạn sử dụng con P50 Pro nhá, thì vẫn có một cái kiểu thiết kế gọn. Đây, mình thì không phải là người tay to hay là cái gì cả, nhưng mà mình hoàn toàn có thể bấm được đến chữ P một cách tương đối là dễ, chứ không kiểu bị quá khó khăn nha. Một con P50 Pro thì cái trọng lượng của nó cũng nhẹ các bạn ạ. Đây, nó chỉ có khoảng tầm 204g thôi, có nghĩa là loanh quanh 200g. Đấy, một cái trọng lượng cũng rất là ổn định để cho anh em sử dụng cả ngày mà không lo là bị khó chịu trong lòng bàn tay. Đương nhiên rồi, P50 Pro thì cái thời điểm mới ra của nó là mười mấy triệu, thì các bạn sẽ được trang bị những cái hoàn thiện, nó gọi là cao cấp thời đó, ví dụ như khung làm bằng kim loại hay là trước sau thì làm bằng kính. Đấy, một con máy một thời gian thì đương nhiên nó có những cái dấu vết của thời gian. Tuy nhiên cái viền màn hình trên P50 Pro thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái viền màn hình đẳng cấp. Các bạn nhìn đi, viền của máy rất mỏng nha, rất mỏng, và nó thì chưa được làm cong chán và cằm đâu, như kiểu là mấy cái đời P sau này đâu. Nhưng mà nó vẫn là mỏng nha, nó vẫn được làm cực kỳ tuyệt vời luôn, kể cả cằm nhìn từ xa. Đấy, mặc dù là cầm trong lòng bàn tay khá gọn, nhưng mà do viền mỏng nên là Huawei vẫn nét được một cái kích thước màn hình lên tới 6,6 inch OLED 1 tỷ màu 120Hz, có vân tay ở phía bên dưới màn hình, và độ phân giải nó là 1.5K, cụ thể là 1228 x 2700 pixel. Đấy, và cái mật độ điểm ảnh của nó lên tới 245 ppi. Bọn này thì nó là máy cao cấp mà, thế nên loa của nó thì thường khá là tốt các bạn nhé. Loa rất to các bạn nhỉ, mặc dù nhìn nó nhỏ như vậy thôi. Đấy, nhìn nó xinh xinh nhỏ nhỏ vậy thôi, loa rất to luôn. Có cả mắt hồng ngoại ở phía bên trên nữa. Nó có cả hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ nữa, nhưng mà khe cắm thẻ nhớ của Huawei thì tương đối đặc biệt, nó là chuẩn Nano Memory các bạn nhé. Đấy, phải sử dụng đúng cái chuẩn này thì mới nhận cơ. Con này thì nó dùng là Harmony OS các bạn nha. Harmony OS, đây là một cái giao diện của Huawei, một giao diện đóng. Bọn này có thể cài được Google Service qua thợ. Đấy, Harmony thì bây giờ khá lành rồi, không phải là quá khó khăn như hồi xưa nữa. Con chip được trang bị nó sẽ là Snapdragon 888 nha. Thì đây vẫn là một con chip mạnh, nhưng mà mình nghĩ P50 Pro anh em nào mang ra để chơi game thì nó không hợp lý cho lắm. Huawei họ có tối ưu lại để giúp cho cái máy P50 Pro sử dụng nó không kiểu bị nóng như những con cùng 888 khác. Nhưng mà dù gì thì nó vẫn là 888. Đấy, anh em chơi game thì không phù hợp cho lắm, nhưng mà tất cả những ứng dụng khác thì anh em yên tâm đi. Cái giao diện của Huawei thì họ làm mượt lắm, anh em sử dụng hàng ngày thì không cảm thấy là bị giật lag hay cái gì đâu. Đấy, mọi thao tác nó rất là trơn tru luôn. Và cũng như là cái phiên bản Harmony 4.2 này là cái phiên bản mà cài Google Service dễ nhất qua thợ luôn anh em nhé. Con này thì vẫn còn được cập nhật hệ điều hành trong tương lai nữa cơ. Phiên bản mình đang có là phiên bản 8/256GB. Đấy, phiên bản thấp nhất của nó chỉ là 8/128 thôi. Thì 256 này lưu trữ nó cũng sẽ yên tâm hơn. Phía trước chúng ta được trang bị camera selfie độ phân giải là 13 chấm. Phía sau thì sẽ là cảm biến chính 50 chấm, có chống rung học 64 chấm là tele, và 13 chấm ultra wide, có một cam 40 chấm là cam BF nữa. Đấy, và thiết bị này thì có được hợp tác với cả Leica anh em ạ. Bây giờ thì Leica đã chuyển sang hợp tác là Xiaomi rồi, để xem là P50 Pro nó có cái chất lượng chụp ảnh như thế nào. May quá hôm nay thì trời nó cũng vừa hết mưa.
Bức ảnh đầu tiên chụp điều kiện ánh sáng ngoài trời. Rồi, anh em thấy là màu của Leica kể cả áp dụng trên Xiaomi hay là Huawei nhá, luôn có một cái tông nó hơi kiểu đẩy cao cái độ tương phản và cái độ kịch tính chút. Đấy, mọi chi tiết được làm hơi nét hơn so với cả bình thường. Hay là bức ảnh một cái cây chụp gần, nếu mà chụp ở cái khoảng cách gần như vậy thì các bạn sẽ không thấy cái độ nét như cái bức ảnh xa nữa. Và nhưng mà màu nó vẫn sẽ hơi kịch tính một xíu nha. Nhưng mà công nhận là chụp bằng máy flagship nó vẫn hơn hẳn so với cả những con máy kiểu chuyên về hiệu năng anh em ạ. Cái tầm giá hơn 6 triệu này thì anh em có thể thấy những con kiểu 3V hay kiểu Turbo 3 là Z9 Turbo thì không bao giờ có cái màu ảnh đẹp như kiểu con P50 Pro được. Quay phim này, Full HD 60 khung hình này. Và con này thì có chống rung hóa học. Cái lúc mà các bạn cầm quay ấy thì nó như kiểu là 30 khung hình thôi, nhưng khi mà các bạn xem lại thì nó mới là 60. Ảo thật. Mặc dù mình bật 60 nhá, nhưng mà khi các bạn quay nhá, cảm giác cứ như 30 vậy. Không phải đâu, cái kiểu họ làm như vậy thôi, khi mà xem lại thì nó mới là 60. Đấy, chống rung thì khá ổn. Quay phim thì nó sẽ có 3 góc các bạn nhá, góc 1x, góc 0.8x và góc wide. Đây là 1x này. Đó, tiếp theo là 0.8x này. Và cuối cùng là góc ultra wide siêu rộng. Góc ultra wide khác gì các bạn đang cầm một cái máy quay du lịch đâu, cực kỳ rộng luôn. Mặc dù cam trước thì nó không có chống rung hóa học đâu, nhưng mà trong cái lúc mà mình đi bộ thì anh em thấy là nó cũng khá mượt, kể cả khi mình để cái góc rộng nhất là góc ultra wide nhá. Ngoài ra thì P50 Pro còn có cả tiêu chuẩn Type-C là 3.1, tốc độ cao, truyền tải dữ liệu với máy tính rất là nhanh. Viên pin trên P50 Pro nó sẽ là 4360 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh của Huawei là 66W. Anh em nào đã sử dụng Huawei rồi giơ tay. Anh em có biết cái con Mate 30 Pro không? Con ấy pin nó 4500 nhưng mà sử dụng khá trâu đúng không? Thì con P50 Pro này nó cũng sẽ kiểu như vậy. Đấy, ví dụ anh em sử dụng bình thường văn phòng các thứ nhá, thì viên pin trên P50 Pro nó sẽ ngang ngang với cả những sản phẩm viên pin 4800 khác của Android. Đây là một cái đặc quyền mà anh em sử dụng Huawei khá thích. Thì đó là chia sẻ của mình về chiếc P50 Pro. Nếu anh em là một game thủ, anh em là một chip thủ thì nên mua những con Turbo 3, 3V, Z9 Turbo hay là Neo 6 SE, bên mình có bán rất nhiều. Còn nếu như anh em quan tâm đến một con máy flagship qua sử dụng, nó hơn về màn hình, nó hơn về loa, nó hơn về build, nó hơn về trải nghiệm và quan trọng là nó hơn về chất lượng camera, thì con P50 Pro này nó sẽ là hợp lý. Và cái hệ điều hành Huawei này nó cũng là hệ điều hành khá là khác biệt so với những cái thương hiệu Android khác. Các bạn nghĩ sao về P50 Pro và những sản phẩm mình trên tay thì bên mình đều có bán. Có thể nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo để phía dưới mô tả và comment ghi nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.